Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn, khán giả đang theo dõi video trên kênh Tin Mới. Những năm gần đây, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã ghi dấu ấn rực rỡ khi đóng thành công nhiều gam tàu chiến hiện đại. Điển hình như tàu pháo tuần tiễn 400TP, tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia, tàu cảnh sát biển đa năng DN-2000. Những lớp tàu này đều được trang bị vũ khí khí tải tối tân hiện đại. Tuy nhiên, điểm hạn chế chung của chúng là trọng lượng đẩy tài chỉ trên dưới 500 tấn. Khó mà đáp ứng được những hành trình, nhiệm vụ cần bám biển dài ngày của lực lượng ta. Nắm bắt được hạn chế này, thời gian vừa qua, công nghiệp quốc phòng nước ta đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu để nâng cao năng lực và tay nghề đóng tàu chiến nhằm cho ra đời những lớp tàu nội địa uy lực. Trong đó có thể kể tới đề án tàu sân ngầm 1.500 tấn mà chúng ta đang ấp ủ và chờ đợi. Thế nhưng, đó dường như vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng mà công nghiệp quốc phòng Việt Nam có thể đạt được. Bởi mới đây, trong một phóng sự được phát trên kênh truyền hình VTV4, chủ đề thành tựu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, một tướng lĩnh cấp cao của quân đội ta đã tiết lộ về khả năng đóng các loại tàu chiến lên tới 5.000 tấn. Vậy sự thật thì hiện nay, năng lực đóng tàu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đạt tới trình độ như thế nào? Cùng Tin Mới tìm hiểu trong video sau đây nhé! Trước tiên, cần khẳng định rằng đóng tàu quân sự và tàu cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã trở thành ưu tiên hàng đầu của quốc phòng Việt Nam. Tại sao lại như vậy? Điều này đã được Đại tướng Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam lý giải trực tiếp trong phóng sự trên kênh VTV4 vừa qua. Ông cho biết hiện nay phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của nước ta là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Công nghiệp quốc phòng là nòng cốt trong việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ra các trang bị vũ khí cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. Như vậy, xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đóng tàu quân sự và tàu cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã được đặt lên hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng đất nước. Với tầm quan trọng chiến lược đó, trong những năm qua, chúng ta đã xây dựng được một nền công nghiệp đóng tàu mà theo lời Đại tướng Dương Văn Yên là có thể sánh vai với các nước trong khu vực và quốc tế. Đại tá cho biết hiện nay chúng ta đã làm chủ công nghệ đóng tàu các loại tàu chiến, tàu pháo, tàu tuần tra cùng một số loại tàu đặc biệt như tàu cứu hộ, tàu ngầm, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư và các loại tàu vận tải. Đặc biệt, một số chi tiết vô cùng bất ngờ trong lời chia sẻ của Đại tướng Dương Văn Yên về năng lực đóng tàu của công nghiệp quốc phòng nước ta hiện nay. Đó là việc chúng ta có công nghệ để đóng được các loại tàu chiến cỡ lớn với lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn. Quý vị thân mến, thông tin được đưa ra từ một tướng lĩnh cấp cao của quân đội Việt Nam lại được phát sóng trên truyền hình quốc gia thì chắc chắn không có gì phải bàn cãi về độ chính xác của thông tin nữa. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nêu rõ rằng nền công nghiệp đóng tàu của chúng ta hiện nay đã có công nghệ để đóng các loại tàu chiến với lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn. Như vậy, so với đề án tàu sân ngầm 1.500 tấn mà chúng ta đang ngày đêm trông ngóng, thì dự án lần này còn tới một kỳ tích chưa từng có trong ngành đóng tàu của không chỉ Việt Nam mà còn là kỳ tích của khu vực Đông Nam Á. Chắc chắn khi nghe tới thông tin này, rất nhiều người sẽ thắc mắc, vậy đó là lớp tàu nào? Tuy nhiên, đây là những vấn đề cực kỳ quan trọng mà nếu chưa phải thời điểm thích hợp thì chắc chắn quân đội ta sẽ chưa thể công khai tiết lộ rộng rãi trên truyền thông, báo chí và nhân dân cả nước. Nhưng dựa vào những yêu cầu từ tình hình thực tiễn, phong cách sử dụng vũ khí quân sự của nước ta bao lâu nay và nhất là dựa vào năng lực đóng tàu của nền công nghiệp quốc phòng nước ta hiện nay, chúng ta có thể dự đoán dựa trên một số trường hợp. Thứ nhất là trường hợp mua bản quyền công nghệ đóng tàu trong nước. Thì với kích thước 5.000 tấn, chúng ta có thể nghĩ tới bản quyền công nghệ của tàu hộ vệ tên lửa lớp đôi đốc Crop Top, dự án 22350 của Nga. Đây là đề án tàu chiến cỡ lớn tốt nhất mà Nga đang sở hữu, có thể phù hợp với yêu cầu của Hải quân Việt Nam. Còn trường hợp thứ hai, đây là một thiết kế nội địa hoàn toàn, được thực hiện dựa trên những kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được trong suốt 3 năm qua. Như lời Đại tá Đặng Văn Yên chia sẻ, thì trong những năm qua, chúng ta đã đóng mới được khoảng 50 loại tàu, bao gồm cả tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu vận tải, cung cấp cho lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư cùng lực lượng khác. Không chỉ vậy, kinh nghiệm của chúng ta còn được tích lũy, đúc kết từ những dự án nhận đóng tàu theo thiết kế của nước ngoài. Các sản phẩm đóng tàu của ta đã được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới như Australia, Venezuela, Bahamas và được đánh giá rất cao. Trong đó, riêng Hải quân Australia đã tiếp nhận tới 3 tàu Made in Việt Nam,
gồm 2 tàu cứu hộ, tàu ngầm cỡ lớn có lượng giãn nước trên 3.000 tấn, trang bị các thiết bị chuyên dụng với tính năng vượt trội để phát hiện tọa độ, hệ thống thông tin và robot lặn kết nối với tàu ngầm để cứu nạn thuyền viên khi xảy ra sự cố, và tàu huấn luyện đa năng MV Sakamat. Trong thời gian tới, ngành đóng tàu quân sự Việt Nam sẽ còn cho ra đời những tàu hiện đại hơn nữa như tàu tìm kiếm cứu nạn, tàu ngầm đa năng MSA mang số hiệu 9316 trang bị cho Hải quân Việt Nam và tàu tuần tra đa năng DN4000. Đây có thể sẽ là lớp tàu tuần tra lớn nhất của cảnh sát biển Việt Nam. Có được thành công này là nhờ định hướng đúng đắn về phát triển công nghiệp quốc phòng nói chung và ngành đóng tàu quân sự nói riêng của Bộ Quốc phòng, nhờ sự tài hoa, khéo léo và không ngừng sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư và công nhân các đơn vị đóng tàu, cộng với thông tin mà Đại tá Yên chia sẻ này, việc chúng ta đã có công nghệ để đóng tàu cỡ 5.000 tấn thì quả thực những bước tiến của quân đội Việt Nam luôn là những bí mật khó ai đoán định được. Quý vị và các bạn thân mến, trên bản đồ thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất lên tới hơn 3.000 cây số, cùng với một hệ thống sông ngòi nội địa dày đặc trải dài từ Bắc chí Nam. Do vậy, giao thông đường thủy và đường biển đã sớm hình thành trong lịch sử nước ta, song hành với sự hình thành và phát triển của ngành đóng tàu để phục vụ cho các mục đích, nhiệm vụ khác nhau. Đối với nhiệm vụ khai thác tiềm năng kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia trên biển, rõ ràng ngành công nghiệp đóng tàu nói chung và đóng tàu quân sự nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng. Bên cạnh kỳ tích tuyệt vời mà Đại tá Dương Văn Yên từng chia sẻ về năng lực đóng tàu cỡ 5.000 tấn, những năm qua, ngành quân sự đóng tàu nước ta cũng đã đóng góp công sức không nhỏ trong việc nâng cao sức mạnh của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, lực lượng thực thi pháp luật trên biển chất lượng cao khi đã đóng mới thành công nhiều lớp tàu chiến, đáp ứng yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực thi pháp luật trên biển. Trong các sản phẩm của ngành đóng tàu quân sự, phải kể đến lớp tàu pháo tuần tiễu, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu tuần tra đa năng, tàu cứu hộ, tàu ngầm đa năng và các loại tàu tuần tra cứu nạn cho Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Một trong những sản phẩm đáng tự hào nhất của ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam đó chính là tàu pháo tuần tiễu 400T, hay còn có tên gọi là tàu TT-400TB, chiếc tàu pháo đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Đây là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động trên biển với 4 nhiệm vụ: tiêu diệt tất cả các tàu chiến đổ bộ và tàu hộ tống của địch, bảo vệ căn cứ các tàu đổ bộ và đội tàu hộ tống ở vùng hoạt động của các lực lượng và tàu phục vụ các lực lượng giả quét mìn, bảo vệ tàu dân sự trên biển và trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước. Tàu TT-400TB có chiều dài 54,16m, rộng 9,16m, tốc độ tối đa 32 hải lý trên giờ. Tàu hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện gió cấp 9, cấp 10 và sóng cấp 8. Tầm hoạt động 2.500 hải lý. Tàu có thiết kế phức tạp, đòi hỏi trình độ năng lực công nghệ tiên tiến, tổ hợp tích hợp pháo hạm tự động, pháo phòng không tốc độ cao, hệ thống radar, hệ thống hiện diện định tà, hệ thống quang điện tử được tích hợp qua nhiều hệ thống tự động hóa, có tính chính xác cao, đảm bảo tác chiến trên mọi tình huống. Thành tựu rất đáng tự hào thứ hai của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đó là loại tàu tên lửa tấn công nhanh, có lượng giãn nước hơn 5.000 tấn, được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến đổ bộ, tàu hộ tống và các tàu mặt nước khác nhờ vào tính năng đi biển rất cao với tốc độ địa điểm tối đa gần 70 km, giờ dự trữ hành trình gần 2.000 hải lý. Tàu được mệnh danh là tia chớp vì có khả năng cơ động nhanh nhẹ. Đây cũng được đánh giá là một sự bổ sung và nâng cao đáng kể sức mạnh tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, khi nói tới công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam, từng có ý kiến cho rằng ngành đóng tàu quân sự Việt Nam chỉ có thể tạo thân vỏ, còn các trang bị động cơ, nhất là vũ khí thì chúng ta vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Bàn luận về vấn đề này, Đại tá Dương Văn Yên cho biết, việc làm chủ đóng được các loại thân vỏ và tích hợp được các hệ thống động lực lên tàu, tích hợp vũ khí công nghệ cao lên tàu đã là một thành công rất lớn, bởi vì nhiều nước họ cũng chỉ mới làm chủ được một khâu trong một chuỗi mà thôi. Còn lại người ta cũng phải đi mua vũ khí, thiết bị về để tích hợp thành một con tàu. Còn số nước có thể làm chủ toàn bộ để đóng thành một con tàu hoàn chỉnh thì trên thế giới hiện nay cũng rất ít nước làm được. Thực tế này thêm một lần nữa khẳng định những gì mà chúng ta hiện đang làm được đã là một kỳ tích không hề dễ dàng. Tuy nhiên, muốn hòa bình phải chuẩn bị cho chiến tranh, muốn độc lập tự cường thì không gì khác đó là phải tự chủ. Đây cũng là một mục tiêu chiến lược trọng yếu mà lĩnh vực đóng tàu quân sự hướng tới. Tăng tính tự chủ, từ tự chủ thiết kế cho tới tự chủ vật tư phục vụ cho ngành đóng tàu, chắc chắn đây sẽ là nhiệm vụ cần sự phấn đấu lâu dài, kiên trì và bền bỉ của toàn dân, toàn quân vì sự phát triển của kinh tế biển và chủ quyền toàn vẹn lãnh hải của Tổ quốc. Video tới đây là kết thúc.
Hãy để lại ý kiến của các bạn về nội dung hôm nay dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.